Kính chào cô bác anh chị và các bạn. Hôm nay chúng tôi rất vui mừng để chia sẻ với cô bác anh chị giá mũ cao su trên thế giới tiếp tục tăng vào ngày 16 tháng 12 2020. Thì sau một thời gian giá mũ thế giới giảm thì khoảng độ khoảng 4 ngày nay, giá mũ từ mức 230 yên trên 1 kg đã tăng lên 235,3 yên trên 1 kg, sau đó tăng lên 240, và sáng ngày hôm nay thì tăng lên 257,4 yên trên 1 kg. Và 16 giờ chiều ngày 16 giờ chiều ngày 16 giờ 15 phút ngày 16 tháng 12 thì giá mũ đã tăng, tiếp tục tăng nữa và đang ở mức rất là cao là 263,9 yên trên 1 kg. Như vậy giá mũ thế giới tăng thì sẽ kéo theo giá mũ trong nước sẽ điều chỉnh tăng theo, nhưng cô bác anh chị. Và nhân đây thì chúng tôi cũng chia sẻ với cô bác anh chị luôn cái cách mà để khử mùi hôi khi mà phải bóc phải mũ cao su mà để lâu ngày, mũ chén để lâu ngày mà nó bị hôi tai. Khử mùi hôi một cách 100% luôn nha cô bác anh chị, hết 100% luôn. Theo như chia sẻ của cô bác anh chị thì có áp dụng liên tục hai cách. Thứ nhất là khi mà cái tay mà bốc mủ bị hôi rồi đó cô bác anh chị, thì cô bác anh chị ngâm vào mủ tươi khoảng 5 phút, rồi cô bác anh chị lột cái mủ đó ra, lột cái mủ hoặc là đem rửa. Sau đó thì cái cách này nó sẽ khử được mùi hôi đến 80 đến 90%. Sau đó cô bác anh chị về nhà, cô bác anh chị rửa bằng xà bông trở lại nữa, rồi cô bác anh chị sử dụng cái dung dịch khử trùng sát khuẩn ngừa Covid đó cô bác anh chị, mà cái loại mà tẩy rửa ngừa Covid mà trong các công ty xí nghiệp hoặc là những cái nơi công cộng mà thường người ta sử dụng để trước khi mà vào làm việc phải khử trùng của anh chị. Cái loại đó đó là riêng cái loại đó thôi thì nó cũng đã khử trùng đến khử mùi hôi đến 80-90%, cộng với cái cách đầu tiên là ngâm tay vào cái mũ nữa thì nó sẽ khử cái mùi hôi 100% luôn. Đó là chúng tôi tổng hợp những cái cách mà bà con chia sẻ hôm nay thì chia sẻ cho cô bác anh chị, rất là hay luôn cái cách khử mùi hôi của mũ. Rồi sau đây thì chúng tôi xin chia sẻ giá mũ trong nước để không làm mất thời gian của cô bác anh chị nữa. Giá mũ trong nước ngày hôm nay ở công ty cao su Lộc Ninh thì mũ nước tại vườn cây Tiểu Điền là 320 đồng trên một độ, còn tại nhà máy là 325 đồng trên một độ, mũ chén là 11.300 đồng trên một ký. Ở công ty cao su Bình Long thì mũ nước tại nhà máy là 323 đồng trên một độ, còn tại nông trường là 313 đồng trên một độ. Giá mũ tại Đồng Nai, tại công ty cao su Đồng Nai thì mũ nước loại 1 là 340 đồng trên một độ, mũ nước loại 2 là 333 đồng trên một độ, mũ chén là 12.500 đồng trên một ký. Ở công ty cao su Phú Riềng thì ngày hôm nay đã có giá mũ chính thức, đó là mũ nước là 335 đồng trên một độ, mũ tạp, mũ chén theo giá quy khô là 265 đồng trên một độ. Còn tại công ty cao su Phước Hòa thì mũ nước là 341 đồng trên một độ, mũ chén là 12.000 đồng trên một ký. Và đã tại các địa điểm mà bà con bán mũ và bà con gửi về rất nhiều nơi ngày hôm nay như sau: ở Minh Hưng là mũ nước Minh Hưng thuộc Chân Thành, Bình Phước là 305 đồng trên một độ, ở Bôm Bo, Bù Đăng là 320 đồng trên một độ. Và có ở cơ sở một địa điểm nữa bà con chia sẻ ở Bù Đăng thì có bà con bán được 310 đồng trên một độ, ở Phước Sang là 305 đồng trên một độ, ở Long Nguyên, Bầu Bàng, Bình Dương là 300 đồng trên một độ, ở Phú Nghĩa, Phú Trung 320 đồng trên một độ, ở Kon Tum là 340 đồng trên một độ, và ở Đắc Tô, Kon Tum anh chị Đăng Nguyên chia sẻ là 350 đồng trên một độ, là nơi có giá mũ cao nhất ở thời điểm hiện tại. Ở Bù Gia Mập 325 đồng trên một độ, ở Cư Nia 325 đồng trên một độ,
Ở Đức Liễu Bù Đăng thì có bà con bán mũ được với giá là 320 đồng trên một độ. Ở Phú Yên thì mũ nước là 340 đồng trên một độ, một chén 13.000 đồng trên một ký. Ở Hớn Quản, Bình Long, Bình Phước 315 đồng trên một độ. Ở Đa Kia 335 đồng trên một độ. Ở Chơn Thành thì dao động từ 305 đến 310 đồng trên một độ. Ở Rông Nô, tỉnh Đắk Nông dao động với mức giá mũ là 310 đồng trên một độ. Ở Thống Nhất, Bù Đăng là 315 đồng trên một độ. Ở Đồng Xoài 320 đồng trên một độ. Ở Tiến Hưng, Đồng Xoài 320 đồng trên một độ. Ở Cư Rút, Đắk Nông 330 đồng trên một độ. Ở Minh Hòa, Hoặc Bình Dương 322 đồng trên một độ, mũ chén 13.000 đồng trên một ký. Và mũ chén ở Chân Thành là 12.000 đồng trên một ký. Ở Lộc Hiệp là 315 đồng trên một độ. Ở Bù Đớp, mũ nước là 320 đồng trên một độ. Ở Bù Đớp nha cô bác chị, mũ nước 320 đồng trên một độ, mũ chén là 12.000 đồng trên một ký. Và ở cơ sở địa điểm thu mua mũ Hoài Tâm Bơm Bo, ở Bơm Bo điểm thu mua mũ Hoài Tâm, anh chị Tâm Nguyễn chia sẻ mũ nước là 320 đồng trên một độ. Anh Hải Anh chia sẻ ở ấp Long Phú, Long Vĩnh, Châu Thành, Tây Ninh, mũ nước là 305 đồng trên một độ. Anh chị Vũ Trương chia sẻ ở Xuân Lộc, Đồng Nai, mũ nước 320 đồng trên một độ, mũ chén 13.000 đồng trên một ký. Và ở Lâm Đồng, mũ nước thì có bà con chia sẻ là 310 đồng trên một độ. Ở Suối Kiết, Tánh Linh, Bình Thuận, anh chị Hiên Quang chia sẻ mũ nước thì vẫn đứng yên với giá là 305 đồng trên một độ. Còn mũ chén thì từ giá từ 12.000 tăng lên 13.000 đồng trên một ký mũ chén. Như vậy là chúng tôi đã chia sẻ xong giá mũ của ngày hôm nay cho bà con. Thì nhìn chung giá mũ nước trong nước, nhìn chung giá mũ nước trong nước ngày hôm nay thì chúng tôi thấy nhận ổn định, nhưng giá mũ thế giới thì ở sàn Osaka Nhật Bản thì tăng liên tục, thì giá mũ thế giới tăng thì sẽ kéo theo giá mũ trong nước cũng điều chỉnh tăng theo. Như vậy từ nay sắp tới thì theo cái đà này thì theo chúng tôi nhận thấy thì giá mũ ở sàn Osaka Nhật Bản sẽ tiếp tục tăng nữa, chứ không không ngừng lại ở đây. Như vậy thì giá mũ trong nước sẽ từ nay trở đi thì sẽ ổn định và sẽ tiếp tục tăng nữa. Đó là nhận định của chúng tôi. Hy vọng thì ngày mai sẽ có những cái tin tốt lành nữa chúng tôi sẽ gửi đến bà con. Cảm ơn bà con rất nhiều, bà con đã ủng hộ và đã gửi giá mũ về để chúng tôi có những cái thông tin rất là chính xác để gửi đến toàn thể bà con ngành cao su. Cảm ơn bà con và hẹn gặp lại bà con vào video giá mũ ngày mai. Hy vọng ngày mai có những cái tin mới, tin tốt thì chúng tôi sẽ chia sẻ cập nhật tiếp vào ngày mai. Cảm ơn bà con rất nhiều. Xin chào.